Cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, mới đây Global Firepower, chuyên trang theo dõi các thông tin liên quan quân sự của các quốc gia trên thế giới, đã công bố bảng xếp hạng quân sự của 145 quốc gia trong năm 2023. Trong đó, Mỹ, Nga, Trung Quốc lần lượt giữ ba vị trí dẫn đầu. Bảng xếp hạng sức mạnh quân sự năm 2023 của Global Firepower đánh giá 145 quốc gia, xem xét hơn 60 yếu tố riêng lẻ như quân số, trang thiết bị quân sự, sự ổn định tài chính, vị trí địa lý và các nguồn lực sẵn có. Những yếu tố này góp phần tạo nên điểm Power Index, chỉ số sức mạnh với điểm càng thấp thì khả năng quân sự càng mạnh. Hãy tìm hiểu lý do tại sao những quốc gia này lại có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng sức mạnh quân sự và họ chi bao nhiêu cho quân sự theo số liệu do ngân hàng thế giới cung cấp đứng đầu trong bảng xếp hạng là Mỹ với mức chi tiêu quân sự lên tới 877 tỷ đô la Mỹ. Điểm Power Index là 0,0712. Để duy trì được vị trí thống trị này, Mỹ phải vượt trội trong các mục vật chất, tài chính và tài nguyên quan trọng. Mỹ cũng dẫn đầu toàn cầu về tiến bộ công nghệ, xuất sắc trong lĩnh vực y tế, hàng không vũ trụ và máy tính viễn thông. Quốc gia này sở hữu 13.300 máy bay, trong đó có 983 chiếc là trực thăng tấn công và quân số hiện tại lên tới 1.832.000 người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng là Nga với mức chi tiêu quân sự đạt 864 tỷ đô la Mỹ, điểm Power Index là 0,0714. Nga ra đời sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, hiện duy trì lực lượng quân sự hùng mạnh với tổng quân số 1.330.900 người. Nga có công nghệ tiên tiến như lực lượng quân sự đáng kể và được huấn luyện bài bản cũng như tầm ảnh hưởng chiến lược toàn cầu. Đứng vị trí thứ ba là Trung Quốc với mức chi tiêu quân sự đạt 292 tỷ đô la Mỹ, điểm Power Index là 0,0722. Trung Quốc tự hào là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ và có nguồn nhân lực đáng kể với tổng quân số vào khoảng 3.135.000 người. Trung Quốc đã và đang chú trọng nỗ lực vào việc tăng cường năng lực cho hải quân, không quân và tác chiến trên bộ, chủ yếu thông qua các nguồn lực trong nước. Trung Quốc có 3.166 máy bay và 4.950 xe tăng trong số các nguồn tài nguyên đáng kể của mình. Đứng vị trí thứ tư là Ấn Độ, quốc gia đông dân nhất thế giới, đồng nghĩa với quân số đông nhất với 5 triệu 132 000 người. Với mức chi tiêu quân sự là 81,4 tỷ đô la Mỹ, điểm Power Index là 0,1025. Những năm gần đây, Ấn Độ đã và đang tập trung vào số hóa và hiện đại hóa, cùng tổ hợp công nghiệp quân sự nội địa hiệu quả, khiến nước này trở thành một trong năm quân đội hùng mạnh nhất thế giới. Ấn Độ sở hữu tổng cộng 2.210 máy bay, 4.614 xe tăng và 295 khí tài hải quân. Đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng là Vương quốc Anh, với mức chi tiêu quân sự đạt 68,5 tỷ đô la Mỹ, điểm Power Index là 0,1435, tổng quân số 231.000 người. Quốc gia châu Âu có được vị trí này là nhờ sức mạnh về nhân lực, không quân, hiệu quả hậu cần và nguồn lực tài chính. Bên cạnh đó, phi đội chở dầu hùng mạnh và các cảng sẵn có cũng chính là những lợi thế đáng kể để Vương quốc Anh được xếp vào vị trí này trong bảng xếp hạng. Đứng thứ 6 là Hàn Quốc với mức chi tiêu quân sự đạt 46,4 tỷ đô la Mỹ, điểm Power Index là 0,1505 tổng quân số 1 triệu 130.000 người. Hàn Quốc sở hữu sức mạnh về phi đội máy bay, xe chiến đấu bọc thép và trực thăng. Với hơn 133.000 phương tiện và 739 máy bay trực thăng, trong đó có một phi đội gồm 112 máy bay trực thăng tấn công đáng gờm. Sức mạnh quân sự của Hàn Quốc là minh chứng cho cam kết liên tục của nước này về an ninh, được thúc đẩy bởi những căng thẳng kéo dài hàng thập kỷ với Triều Tiên. Đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng của Global Firepower là Pakistan, với mức chi tiêu quân sự đạt 17,9 tỷ đô la Mỹ điểm Power Index là 0,1694. Pakistan sở hữu một trong những lực lượng quân đội hùng hậu nhất thế giới, với tổng quân số là 1 triệu 704 nghìn người và có sức mạnh ấn tượng trong những lĩnh vực như nhân lực, không quân, lục quân và hải quân. Việc nhấn mạnh vào khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên như khí đốt tự nhiên và than đá, cũng như vị trí chiến lược của nước này dọc theo các biên giới chung, đã nâng cao hơn nữa vị thế của Pakistan trên trường thế giới. Đứng thứ 8 là Nhật Bản với mức chi tiêu quân sự đạt 46 tỷ đô la Mỹ, điểm Power Index là 0,1711. Nhật Bản vượt trội với các cảng lớn trong top 10 cường quốc quân sự, thể hiện lợi thế chiến lược trên biển. Với 4 tàu sân bay trực thăng, Nhật Bản đảm bảo vị trí thứ hai trong hạng mục này chỉ sau Mỹ. Hạm đội này được trang bị công nghệ tiên tiến cho các vai trò chuyên biệt trên chiến trường. Nhật Bản duy trì một lực lượng quân sự có năng lực và toàn diện với tổng quân số là 309.000 người. Đứng vị trí thứ 9 là Pháp với mức chi tiêu quân sự đạt 53,6 tỷ đô la Mỹ, điểm Power Index là 0,1848, tổng quân số vào khoảng 415.000 người. Pháp có những lợi thế về nhân lực, sức mạnh không quân, năng lực hải quân, hiệu quả hậu cần và nguồn tài chính. Pháp thể hiện năng lực và tính linh hoạt trong chiến tranh hiện đại với phi đội gồm 438 máy bay trực thăng, trong đó có 69 máy bay trực thăng tấn công. Đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng 10 quốc gia có sức mạnh quân sự hàng đầu thế giới là Italy với mức chi tiêu quân sự là 33,5 tỷ đô la Mỹ, điểm Power Index là 0,1973, tổng quân số vào khoảng 297.000 người. Italy nổi trội về phi đội chở dầu trên không, phi đội trực thăng phi đội máy bay tấn công ấn tượng cùng các tàu sân bay. Thưa quý vị, cách đây hơn 100 năm, Hải quân Mỹ đã đưa một trong những con tàu khác thường và gây tranh cãi nhất tham gia hạm đội tàu uss jupiter đã được chuyển đổi thành tàu uss langley tàu sân bay đầu tiên của hải quân mỹ ngày nay tàu sân bay vẫn đóng vai trò trung tâm trong hạm đội tàu chiến và nhiệm vụ của chúng hầu như không thay đổi dù có kích thước to lớn và ngày càng có nhiều tính năng hơn nhưng tàu sân bay cũng dễ trở thành mục tiêu tấn công những mối đe dọa mới có thể đánh dấu sự kết thúc kỷ nguyên của tàu sân bay hoặc buộc chúng phải chuyển đổi thành một loại tàu mới để tiếp tục thống trị lĩnh vực hàng hải Hải quân Mỹ đang vận hành một hạm đội gồm 11 tàu sân bay, trong đó có 10 tàu sân bay lớp Nimitz và một tàu sân bay lớp Ford. Tất cả đều chạy bằng năng lượng hạt nhân và thường có hàng chục máy bay trên tàu, chẳng hạn như tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet, tiêm kích đa nhiệm F-35C và trực thăng Seahawk. 10 chiếc được phân bố tại các vùng biển khác nhau trên khắp nước Mỹ, duy chỉ có tàu sân bay USS Ronald Reagan được đặt tại căn cứ Yokosuka của Nhật Bản. Mỹ luôn có ít nhất 3 tàu sân bay hoạt động trên biển toàn thời gian và việc triển khai này diễn ra luôn phiên. Khi không được triển khai, các tàu sân bay sẽ trải qua quá trình đại tu và hiện đại hóa kéo dài. Không chỉ riêng Mỹ muốn xây dựng một hạm đội tàu sân bay hùng hậu, nhiều quốc gia khác cũng đang thực hiện kế hoạch này. Anh đã đưa vào vận hành hai tàu sân bay mới là Queen Elizabeth vào năm 2017 và Prince of Wales vào năm 2019. Brazil đang thử nghiệm sử dụng máy bay không người lái trên tàu sân bay Atlantico của nước này. Trong khi đó, Pháp, Hàn Quốc và Nga cũng đã công bố kế hoạch đóng tàu sân bay trong thời gian tới. Các tàu sân bay tồn tại như một thế lực thống trị trên biển vì một lý do, chúng gần như không có vũ khí, những con tàu này đơn thuần là sân bay nổi và sức mạnh thực sự của chúng nằm ở phi đội máy bay. Theo thời gian, khi ngành công nghiệp hàng không ngày càng phát triển, các hãng vận tải đã tích hợp những công nghệ mới nhất từ piston đến động cơ phản lực cho tàu sân bay. Họ cũng thêm bom, ngư lôi và các vũ khí dẫn đường bằng GPS hoặc vũ khí laser cho con tàu. Chuyên gia Greg Hopper, nhà phân tích hải quân kiêm giám đốc điều hành của nhóm tư vấn Thames có trụ sở tại Maryland nhận xét rằng sự nâng cấp trong năng lực không quân và việc sử dụng rộng rãi những vũ khí không có người lái có thể làm thay đổi cuộc chơi, nhưng những vũ khí này vẫn sẽ cần nhiên liệu, đạn dược và sự bảo trì. Điều đó chỉ có thể được cung cấp ở trên biển nhờ một tàu sân bay. Các tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân, tương tự các tàu sân bay mà Mỹ và Pháp vận hành có nhiều lợi thế, chẳng hạn như có thể di chuyển với tốc độ cao. Tốc độ tối thiểu của chúng là 33 hải lý một giờ, chúng có thể lênh đênh trên biển suốt nhiều tháng hoặc nhiều năm mà không cần tiếp thêm nhiên liệu. Điều này giúp chúng nhanh chóng đến các điểm nóng trên thế giới phản ứng nhanh hơn với các cuộc khủng hoảng toàn cầu. 30 năm sau chiến tranh lạnh, một loạt vũ khí thế hệ mới đã được phát triển để đe dọa các tàu sân bay. Những loại vũ khí như tên lửa đạn đạo chống hạm tối tân của Trung Quốc có khả năng tấn công một tàu sân bay đang di chuyển ở phạm vi lên tới gần 4.000 km. Vũ khí siêu thanh Kinza mới của Nga với tốc độ tối đa Mach 10 được phóng từ máy bay chiến đấu MiG-31 nâng cấp cũng là mối đe dọa đáng kể. Mặc dù không có nhiều vũ khí có thể đánh chìm một tàu sân bay, nhưng một thứ có thể làm chủ những con tàu này đó là chi phí. Tàu sân bay mới nhất của Mỹ, USS Gerald Ford tiêu tốn tới 13 tỷ đô la Mỹ. Đó mới chỉ là chi phí dành cho việc đóng tàu. Để trang bị phi đội máy bay đi kèm và các tàu hộ tống cần tới 10 tỷ đô la Mỹ. Vận hành các tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân cũng rất đắt đỏ và việc xử lý những con tàu này sau khi chúng nghỉ hưu hoặc không hoạt động cũng rất tốn kém. Để phá rỡ tàu sân bay USS Enterprise chạy bằng năng lượng hạt nhân cần khoảng từ 1 tỷ đến 1,5 tỷ đô la Mỹ. Phần lớn chi phí sẽ dành cho việc xử lý đúng cách 8 lò phản ứng hạt nhân Westinghouse A2V của con tàu. Dù có rất nhiều mối đe dọa mới, nhưng Hải quân Mỹ vẫn đặt niềm tin vào các tàu sân bay. Lực lượng này đang có kế hoạch đóng thêm 3 tàu sân bay mới thuộc lớp 4 là USS John Kennedy, USS Enterprise và USS Doris Miller sau khi đóng thành công tàu sân bay USS Grand Ford dự kiến triển khai vào cuối năm nay. Lớp tàu sân bay này sẽ thay thế cho các tàu sân bay lớp Nimitz đang hoạt động hiện nay và quá trình thay thế kéo dài đến năm 2050 hoặc lâu hơn. Các tàu sân bay lớp Ford được trang bị những công nghệ cho phép chúng có thể song hành với thời gian, chẳng hạn như có máy phóng điện từ giúp phóng những máy bay không người lái nhỏ, nhẹ. Bên cạnh đó, con tàu còn có khả năng tạo ra năng lượng để cung cấp cho những loại vũ khí cần sử dụng nhiều năng lượng. Không thể phủ nhận rằng Mỹ đã đầu tư vào tàu sân bay nhiều hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới, nhưng theo các chuyên gia, nước này cần phải nhìn nhận một cách thực tế về việc khai thác những lợi ích mà nó mang lại. Chuyên gia Craig Hopper nhấn mạnh, chúng tôi đã đầu tư rất nhiều tiền của cho các tàu sân bay, nhưng chúng ta cũng nên làm mọi thứ để thu được lợi nhuận tốt nhất từ các khoản đầu tư của mình. Những con tàu này phải cung cấp các giá trị to lớn cả thời chiến lẫn thời bình. Thưa quý vị, Vừa qua, tướng Charles Flynn, Tư lệnh Lục quân Mỹ ở Thái Bình Dương, nói quân đội Trung Quốc sở hữu ba thứ mà quân đội Mỹ, các đồng minh và đối tác trong khu vực không có, đó là lợi thế về khoảng cách, quân số và kho vũ khí đạn dược. Tướng Charles Flynn, Tư lệnh Lục quân Mỹ ở Thái Bình Dương nói, quân đội Trung Quốc có lợi thế về khoảng cách. Viên tướng Mỹ lưu ý rằng, Trung Quốc chỉ cách Đài Loan chưa đến 200 km, sở hữu các phương tiện chống tiếp cận, chống xâm nhập khu vực như tên lửa, máy bay và tàu chiến hạng nặng các năng lực mạng và không gian, khả năng chống tiếp cận của Trung Quốc buộc các lực lượng của đối phương chỉ có thể duy trì sự hiện diện quân sự ở khoảng cách xa đường biên giới của họ. Điều thứ hai họ có là số lượng lớn, nghĩa là Trung Quốc có quân số rất lớn. Thứ ba họ rất nhiều vũ khí, bao gồm số lượng lớn đạn dược dự phòng. Tư lệnh lục quân Mỹ ở Thái Bình Dương phát biểu hồi tháng 10 tại hội thảo về sức mạnh trên bộ ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương được tổ chức ở Washington. Mục tiêu của các lực lượng Mỹ và đồng minh trong khu vực là không cho Trung Quốc có không gian và thời gian ngăn họ chiếm lĩnh các khu vực quan trọng và duy trì sự hiện diện vật lý của chúng ta bằng sức mạnh cứng để ngăn chặn chiến tranh xảy ra. Theo người chỉ huy lục quân Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương, lực lượng với 85.000 binh sĩ có căn cứ chính ở Hawaii. Ông Flynn nói, mục tiêu của chúng ta không phải là chiến tranh. Chúng ta đã có một cuộc chiến ở châu Âu. Chúng ta có một cuộc chiến khác vừa mới bắt đầu hồi tuần trước ở Trung Đông. Chúng ta không cần một cuộc chiến tranh khác ở châu Á. Đó là sự đóng góp của các lực lượng trên bộ và nỗ lực chung ngăn điều đó xảy ra. Kho vũ khí chống tiếp cận chống xâm nhập khu vực mà quân đội Trung Quốc sở hữu, theo vị tướng Mỹ được thiết kế chủ yếu để đánh bại sức mạnh không quân và hải quân của quân đội Mỹ. Theo dữ liệu của Global Firepower, tính đến tháng 10 năm 2023, Trung Quốc có quân số lớn nhất thế giới với 2 triệu người, trong đó lực lượng hiện dịch 1,5 triệu. Ấn Độ đứng thứ hai với 1,4 triệu quân, Mỹ kế tiếp với 1,3 triệu binh sĩ. Dù quân số thấp hơn Trung Quốc, Ấn Độ, tuy nhiên, Mỹ được xem là có lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới với nhiều loại vũ khí và khí tài hiện đại. Hàn Quốc và Nhật Bản, hai đồng minh của Mỹ trong khu vực Thái Bình Dương, có quân số lần lượt là 600.000 và 250.000. Lực lượng quân sự của đảo Đài Loan có quy mô 200.000 người, theo Global Firepower. Ngoài quân số, các quốc gia có quy mô và trang bị quân sự khác nhau. Mỹ có lực lượng không quân và hải quân mạnh nhất thế giới, với nhiều loại máy bay và tàu chiến hiện đại. Trung Quốc đang tích cực hiện đại hóa quân đội, đặc biệt là lực lượng hải quân và không quân. Nhật Bản, Hàn Quốc đều có lực lượng quân sự mạnh mẽ, được trang bị các loại vũ khí hiện đại của Mỹ cạnh tranh quân sự giữa các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương đang ngày càng gia tăng, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc. Điều này gây ra những lo ngại về an ninh khu vực, đặc biệt là đối với các nước nhỏ. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trang tin Business Insider của Mỹ vừa qua cho biết trực thăng chiến đấu K-52 Alligator, cá sấu của Nga, là mối đe dọa nghiêm trọng đối với quân đội Ukraine trực thăng Nga K-52 đã trở thành vấn đề khiến quân đội Ukraine đau đầu trong cuộc phản công mùa hè ở miền nam Ukraine. Vào tháng 6 năm ngoái, Bộ Quốc phòng Anh nói Moscow đã tăng cường lực lượng trực thăng tấn công và tháng sau đó cho biết những chiếc trực thăng này đã có mặt và trở thành một trong những loại vũ khí có ảnh hưởng nhất trong khu vực giao tranh. Các quan chức và chuyên gia tình báo phương Tây cho rằng, các hệ thống phòng không Atak MS được chuyển đến Kiev sẽ buộc Bộ Chỉ huy Nga phải rút các hoạt động và các cơ sở quân sự dễ bị tổn thương ra xa khỏi tiền tuyến. Tuy nhiên, cần lưu ý bất chấp nguồn cung cấp quân sự mới cho Ukraine, K52 vẫn gây ra mối đe dọa lớn. K52 Aligato là trực thăng chiến đấu sản xuất hàng loạt duy nhất trên thế giới có hệ thống ghế phóng dù. Ngoài ra, trực thăng còn có cabin bọc thép. Hai yếu tố này kết hợp với hệ thống điều khiển dự phòng với hai thành viên đội bay khiến K52 trở thành chiếc trực thăng an toàn nhất thế giới. Trực thăng Kamov K52 Aligato bắt đầu được triển khai từ năm 1994. Phiên bản K52 đầu tiên được ra mắt năm 1997 và được đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 2008. Tuy nhiên, do hạn chế về ngân sách, trực thăng này chỉ được sản xuất với quy mô nhỏ. Đến năm 2012, mới chỉ có 30 chiếc trực thăng được chuyển giao cho lực lượng vũ trang Nga. Tới năm 2017, quân đội Nga có 90 chiếc trực thăng loại này và năm 2020, con số này lên tới 127 chiếc. K-52 đã được xuất khẩu sang Ai Cập và Algeria được cho là đã đặt hàng 12 chiếc. K-52 sử dụng một hệ thống quản lý tác chiến trên chiến trường có thể trao đổi thông tin dữ liệu với các trực thăng K-52 hoặc máy bay trực thăng khác trong khu vực tác chiến. Thực hiện các tác vụ như một sở chỉ huy trên không đối với một nhóm máy bay trực thăng thông qua khả năng phát hiện mục tiêu và điều phối hoạt động tấn công của từng trực thăng trong nhóm. Trực thăng được trang bị một pháo 30 ly gắn bên hông, 6 điểm gắn bên ngoài cho phép mang các loại vũ khí khác nhau như tên lửa chống tăng VIK, vik M, tên lửa không đối không XLAV, ống phóng rocket và bom. Khi thực hiện nhiệm vụ chống tăng và xe thiết giáp, K-52 có thể mang theo 12 tên lửa VIC, có tầm bắn lên tới 10 km và xuyên thủng được lớp giáp dày, có khả năng đánh bại cả những chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực được bảo vệ tốt nhất. Kamov K-52 Aligato có giá khoảng 16 triệu đô la Mỹ và đang được quân đội Nga sử dụng nhiều trong kế hoạch quân sự ở Ukraine. Thưa quý vị, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO là một liên minh lớn gồm 30 quốc gia ở Bắc Mỹ và châu Âu. Mặc dù con số thành viên ấn tượng, nhưng chỉ một số quân đội của khối này có thể được gọi là thực sự sẵn sàng chiến đấu. Theo Global Firepower, chỉ 5 thành viên của NATO gồm Mỹ, Anh, Đức, Italy và Thổ Nhĩ Kỳ có thể tự hào rằng lực lượng vũ trang của họ nằm trong số 10 quân đội hiệu quả nhất hành tinh. Tuy vậy, cũng có những mắt xích yếu thực sự trong NATO. Đầu tiên là Iceland, là thành viên NATO duy nhất không có quân đội. Toàn bộ đội hình quân sự hóa của quốc đảo thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển gồm 130 nhân viên, 3 tàu tuần tra, một máy bay và 3 trực thăng. Dù vậy, kể tới năm 2015, Iceland đã là một trong những nước tham gia chương trình hỗ trợ kiên quyết của NATO ở Afghanistan. Người Iceland đã cử hai cảnh sát đến đó. Theo một thỏa thuận với Mỹ, an ninh của Iceland được do các lực lượng vũ trang của nước ngoài đảm bảo, nhưng không có sự triển khai thường trực trên quốc đảo này. Trên thực tế, Iceland hoạt động như một tàu sân bay không thể chìm của NATO. Phần đóng góp của Iceland vào tổng ngân sách của liên minh là nhỏ nhất trong số tất cả các nước tham gia hiệp định và không dưới 0,05%. Ngoài Iceland, các lực lượng vũ trang Luxembourg là lực lượng nhỏ nhất trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Đây là quốc gia nhỏ nhất trong khối và đứng thứ hai sau Iceland về dân số, chỉ hơn 600.000 người. Luxembourg không có không quân hoặc hải quân và có tổng cộng 900 quân thuộc lục quân. Tuy nhiên, đại công quốc này hàng năm vẫn phân bổ 370 triệu đô la Mỹ cho ngân sách quân sự. Vai trò chính của lực lượng mặt đất Luxembourg do đại công tước, tổng tư lệnh tối cao chỉ huy là duy trì trật tự công cộng cùng với cảnh sát và hiến binh. Tuy nhiên, xét theo tình hình kinh tế xã hội và an ninh trong nước, họ không có việc gì để làm cả. Lực lượng vũ trang của Latvia gồm 5.700 quân nhân, ngoài lực lượng mặt đất còn có không quân và hải quân. Mặc dù số lượng đại diện của họ còn khiêm tốn hơn nhiều, hải quân Latvia có 750 quân, không quân chỉ 250 quân. Chi tiêu quân sự ở Latvia khoảng 400 triệu đô la Mỹ, cao hơn Luxembourg nhưng vẫn kém các nước láng giềng như Estonia 497 triệu đô la Mỹ và Litva 630 triệu đô la Mỹ. Latvia buộc phải yêu cầu sự trợ giúp quân sự từ các thành viên mạnh hơn của liên minh cả về nhân lực, trang thiết bị lẫn tiền bạc. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO vừa qua, đã có thông báo rằng các khoản đầu tư vào lĩnh vực quốc phòng của Latvia cho đến năm 2022 sẽ là 71 triệu euro. Liên minh cũng quyết định rằng Canada sẽ bảo vệ Latvia khỏi mối đe dọa tiềm tàng từ Nga. 445 quân nhân Canada từ đơn vị Tomahawk là nòng cốt của tiểu đoàn đa quốc gia cùng các đại diện của Italia, Albania, Ba Lan và Slovenia. Tiếp theo là Albania. Trong 30 năm qua, Albania là nước ủng hộ nhất quán chính sách quân sự của Mỹ ở châu Âu và Trung Đông. Năm 2009, nước này trở thành thành viên đầy đủ của NATO và ngày nay tham gia tích cực vào các sứ mệnh của liên minh ở Bosnia, Afghanistan và Iraq. Chi tiêu quân sự của Albania khá khiêm tốn, trung bình không vượt quá 200 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng cuộc cải cách quân đội kéo dài 10 năm do Albania khởi xướng được lầu năm góc tài trợ chủ yếu. Ngày nay, quân số các lực lượng vũ trang của Albania gồm hơn 14.000 quân, bao gồm lữ đoàn phản ứng nhanh, trung đoàn biệt kích dù các lữ đoàn thủy quân lục chiến và không quân. Theo kết quả của những cải cách, chính quyền Albany dự định tăng quân số lên 30.000 quân. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điều đó khó có thể nâng cao đáng kể khả năng chiến đấu của đất nước. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO được thành lập ngay sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Đây là liên minh quân sự hùng mạnh nhất thế giới với 30 nước thành viên, trong đó hầu hết các quốc gia EU đều là thành viên của NATO. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO được thành lập vào ngày 4 tháng 4 năm 1949 tại Washington, DC NATO được thành lập như một đối trọng với quân đội Liên Xô ở Trung và Đông Âu sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. NATO đặt trụ sở chính tại Bruxelles của Bỉ. NATO là khối quân sự chính trị lớn nhất thế giới, liên kết phần lớn các nước châu Âu, Mỹ và Canada. Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương lần đầu tiên được ký kết bởi Mỹ, Anh, Pháp, Italy, Bỉ, Canada, Đan Mạch, Iceland, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy và Bồ Đào Nha. NATO hiện có 30 quốc gia thành viên. NATO ra đời đã buộc Liên Xô nghĩ đến việc thành lập một liên minh quân sự riêng Ngày 14 tháng 5 năm 1955, Liên Xô thành lập tổ chức hiệp ước Vaxava. Mục đích của NATO là đảm bảo quyền tự do và an ninh của các thành viên thông qua các phương tiện chính trị và quân sự. Sứ mệnh chủ chốt của NATO là phòng thủ tập thể, bảo vệ các nước thành viên trước nguy cơ tấn công hạt nhân và những mối đe dọa mới như an ninh mạng và tấn công khủng bố. NATO không có lực lượng vũ trang của riêng mình, thay vào đó, lực lượng quân sự của liên minh bao gồm lực lượng của các nước thành viên. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, trong năm 2017, Tổng chi tiêu quân sự của các quốc gia thành viên NATO chiếm 52% chi tiêu quân sự của thế giới. Các nước thành viên NATO đặt mục tiêu chi khoảng 2% GDP cho quốc phòng. Năm 2021, 8 quốc gia thành viên NATO đã đạt chỉ tiêu này. Năm 1954, Liên Xô gửi công hàm đến chính phủ các nước Mỹ, Anh và Pháp đề nghị xem xét việc Liên Xô gia nhập NATO. Tuy nhiên, NATO đã bác bỏ đề xuất của Liên Xô với lý do không phù hợp với mục tiêu dân chủ và phòng thủ của tổ chức. Điều 5 của hiệp ước NATO nêu rõ quan điểm của khối này liên quan đến việc bảo vệ các thành viên. Một cuộc tấn công vũ trang chống lại một hoặc nhiều các nước thành viên NATO ở châu Âu hoặc Bắc Mỹ sẽ được coi là một cuộc tấn công chống lại toàn bộ NATO và sẽ vấp phải phản ứng từ các thành viên của khối, bao gồm cả việc sử dụng vũ lực, điều 5 của NATO quy định. Trong lịch sử NATO, điều 5 mới chỉ được sử dụng một lần. Mỹ đã kích hoạt điều 5 sau các vụ tấn công khủng bố ở New York và Washington DC ngày 11 tháng 9 năm 2001. Điều năm của NATO nêu rõ một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một nước thành viên sẽ được coi là một cuộc tấn công chống lại tất cả các thành viên của khối. Theo điều 5, mỗi thành viên của NATO phải thực hiện hành động như vậy nếu cần thiết, bao gồm cả việc sử dụng lực lượng vũ trang để khôi phục và duy trì an ninh của khu vực Bắc Đại Tây Dương. Điều khoản phòng thủ tập thể này được viện dẫn một lần sau các cuộc tấn công khủng bố ở Mỹ ngày 11 tháng 9 năm 2001. Các lực lượng NATO sau đó đã được triển khai tới Afghanistan. Khi Nga phát động kế hoạch quân sự ở Ukraine vào tháng 2, NATO đã kích hoạt lực lượng phản ứng, một lực lượng đa quốc gia gồm 40.000 quân nhân trên bộ, trên không, trên biển và các hoạt động đặc biệt. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử NATO có động thái như vậy. NATO sau đó đã điều lực lượng đến các quốc gia có biên giới với Nga và Ukraine, bao gồm Rumani và Hungary, để tăng cường cho các nhóm chiến đấu đồn trú ở các quốc gia vùng Baltic và Ba Lan. Cuối tháng 1 năm 2022, trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết điều năm nêu rất rõ về điểm này một cuộc tấn công chống lại một thành viên nato là một cuộc tấn công chống lại tất cả chúng ta như tổng thống biden đã nói mỹ coi đây là nghĩa vụ thiêng liêng và chúng tôi sẽ thực hiện đúng theo cam kết đó